Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm cái món thay vì mực nướng thì mình sẽ để vô microwave. Mình quay nó 1 đến 2 phút nha. Nếu mình quay 1 phút thì nó hơi dai dai, còn mình quay 2 phút thì nó giòn. Thì vì mình không có cái lò nướng cho nên mình sẽ dùng microwave để quay. Bây giờ các bạn sẽ xem mình quay hai con mực này như thế nào nha. Đây là cái microwave. Mình sẽ bỏ hai con mực vô đây. Phút thôi. Thì con mực nó sẽ nóng, nó sẽ co lại. Xong rồi mình sẽ ăn cái con mực nướng này với tương với lại ớt. Đây là mực một nắng của cái người anh kia kìa, anh cho anh mang từ Việt Nam ra cho. Như vậy là đã xong. Mình sẽ lấy hai con mực gà. Mực nướng microwave. Đây là mình nướng 1 phút ha. Nó quéo lại như thế này thì nó cũng thơm, nhưng mà nó không có bị khét nha các bạn. Còn mình nướng microwave thì nó sẽ không có bị khét. Đây là mực một nắng. Xong mình sẽ xé ra nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ, hay là mình sấy, nếu như mình có cái máy sấy sấy cán mỏng nó ra. Xong mình ăn với cái tương này nè các bạn, tương với ớt. Còn mấy ông nhậu thì hay thích uống Heineken thì uống với Heineken. Thì mình không có nhậu, mình chỉ ăn con mực thôi. Đó, đây là cái món nhậu đơn giản tại nhà mà không cần phải đi ra ngoài tiệm tốn kém ha. Đó, xin mời các bạn ăn mực nướng microwave, uống Heineken. Heineken này chấm mực vô tương ớt nha. Chúc cả nhà ngon miệng.